chị ăn gà luộc nha, hoặc là mấy chị ăn tôm, hoặc là mấy chị ăn cái gì đó, ăn cái gì đó. Nhưng mà mấy chị muốn chấm thì mấy chị phải có cái công thức nước chấm này. Nhưng mà em nói với chị nghe, nước chấm này thật sự luôn bao ngon mà nó dễ làm cực kỳ. Nhưng mà mình phải biết mình mới làm được cho mọi người nha, rất là ngon luôn. Trời ơi, nay làm cái món gì bà Quỳnh Vlog? Ngon anh, hấp dẫn ha. Nay làm cái gì nữa vậy? Tôm hấp nước dừa xiêm. À, tôm hấp nước dừa xiêm. Đúng rồi. À, là bữa cái cây tôm em hái phải không, em trồng phải không? Đúng rồi. Ghê thiệt á. Ngon ha. Ngon quá trời. Cái đó là cái gì ạ? Cái này là mực á, mình em cơm chiên Dương Châu á, cơm chiên hải sản nè, cái còn mực dưa cái em nấu này luôn. À, là cơm chiên là kho mực luôn hả? Đúng rồi, còn dưa mực. À, bông lan nữa chứ, bông lan ở đâu vậy? Cái này em bức á. Trời đất ơi, ngon quá trời. Ô cha, này là luộc thôi đúng không? Luộc nước dừa thôi đúng không? Em hấp á, hấp nước dừa. À, này chắc dễ làm, ai làm cũng được hả? Đúng rồi, nhưng mà không phải đâu anh. Mình phải chọn cái dừa như thế nào cho nó ngon, mình chọn con tôm như thế nào cho nó thấm. À, là em live stream hả? Đúng rồi. Ôi ôi, 7.000 mấy người coi luôn nè. Trời ơi, cảm ơn mấy chị nha. Cứ chiều mà mấy chị coi đông quá vậy. Trời ơi, ủa sao không ai comment hả Quỳnh? Không phải, nó bị vậy, không thấy được. À, hay là em mua mắt gì? Mắt gì á. Vậy hả? Sao mà 7.000 mà mấy người coi mà không có comment nào vậy? Giờ nó vậy hả? À? Ủa bị gì Phong? À đó, chiều nào bà cũng quay clip quý vị ơi. Chiều nào bà cũng live stream. Đó, cái này món này đơn giản đúng không? Đúng rồi, đơn giản nhưng mà hôm nay chủ yếu là hướng dẫn cho mọi người làm cái nước chấm này. Đó, mình ăn mực hoặc ăn tôm mình chấm cho nước chấm rất là ngon nha. Ngon siêu ngon luôn. Mà rảnh quá vậy? Rảnh quá vậy? Đâu lột cho anh con coi. Ok, anh thử ăn chấm này. Đếm lửa bắt đầu. Đây. Lên cái ghế nha, lên cái ghế nha. Tôm tôm gì vậy Quỳnh? Cái này là tôm Quỳnh hả? Quỳnh thoại hả? Tôm gì vậy? Tôm càng. Tôm càng hả? Rồi càng ở đâu? Cái càng ở đây em. À, là đã có cái càng là kêu tôm càng. Hay quá. Còn tôm thẻ là nó có cái thẻ. À, cái này là tôm thẻ nè. Tôm càng xanh. Không. Không tôm thẻ. Tôm hùm là tại sao? Tôm hùm hả? Là nhìn nó hùm hùm. Đúng không? Mấy chị ơi, trời ơi, 8.000 người luôn. Ghê vậy, trời ơi. Ngày nào cũng vậy gì ơi, like, quay xong rồi like rồi cho nhân viên ăn. Như đây lát chia đứa con đi. Đúng rồi, nè anh ăn thử cái nước chấm em làm nha. Ừ. Chủ yếu là nước chấm mà mọi người ơi, thiệt sự luôn mấy chị nước rồi. Chấm thì ngon quá. Thôi, tôm nó bự nè quý vị ơi. Đây, tôm nó bự nha quý vị nha. Quá trời ngon luôn. Chấm nha. Ừ, chấm vô. Chủ yếu là nước chấm mấy chị, ví dụ tôm hấp đổi gì cũng dễ hết trơn á. Nhưng mà mình phải chọn nước chấm nữa. Ôi sao nhá gì. Ôi sao nhá, em nói gì mà trời gầm trời trời đánh ghê Quỳnh. Không phải ông chị nhá không ạ. Thôi cái gì ông nhá cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Rồi anh chấm ăn đi. Phong đi vô nhà đi em. Phong mưa rồi đó. Bữa tao thấy nó mẹ nó chị mà hay cãi cha cãi mẹ lắm á. Phong đi vô nhà đi. Lẹ đi. Vậy trời mưa đó, Phong đi vô nhà lẹ. Thằng nó hay cãi cha cãi mẹ lắm quý vị ơi, cho nên mưa là phải tranh thủ vô nhà. Nó vô nhà thiệt luôn rồi. Ngon quá. Đúng không anh? Quá ngon. Chấm ngon. Ngon, chấm ngon. Ừ, thôi bị ngon. Tôm dày nữa vậy hả? Nó chấm thêm một cái chấm nữa. Chứ cho, ăn không thì nó bình thường. Cho Kim Anh ăn chứ. Đúng rồi, từ từ. Nhi nữa. Nhi nữa. Kim Nhi nữa Quỳnh. Nó ăn cơm rồi. Kêu ra, kêu nó ra quay. Thụ ghế vậy. Ôi nó ngon hết sảy luôn mấy chị ơi. Trời ơi tôm này tôm bự nha. Nhưng mà ui mẹ tôi sao nhá gì ta. Trời ơi ngon quá. Ủa trời sao nhá dữ vậy ta. Ê nguy hiểm không vậy. Sao nhá dữ mà mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thưởng thức cho mấy chị coi nha. Nó ngon dã man đây. Nước chấm em làm nha. Dễ lắm chứ chỉ cho mấy chị làm. Giờ chỉ nó đi cái cách làm sao. Cách làm sao chỉ nó đi. Cách làm sao? Cách làm á là nó sẽ chuẩn bị làm một miếng đường. Miếng đường hả? Đúng rồi, thật từ thêm mấy chị ăn nhiều ít. Là mình sẽ chuẩn bị đường nè. Đường thôi, đường là ra đó thôi. Đường nè, bột em ngọt. Ơi trời đang mưa á, em nói xạo rồi vấn đề liền nha. Đây, trời cao có mắt. Trời cao có mắt. Đây em. Sao nè, món làm sao nè? Em tại em bị cay. Em cay hả? Mình sẽ bỏ, mình gồm có ớt nè, đường nè, bột ngọt nè, muối nè, đó, tắc nữa nè. Đó. Thì ví dụ như mấy chị ăn nhiều hết thì tùy theo độ cay mọi người thôi. Xong mình bỏ vô cối xay nha mọi người nha. Mỗi máy xay sinh tố nhà em có bán. Đó, thì nó sẽ là mình xay xong
Rồi mấy chị mình nặng tắt chung nha. Khi xay là mình phải nặng tắt chung thì nó xay ra được chén như vậy. Ghê vậy. Trời ơi. Ngon. Ủa rồi cái máy xem tố đâu? Còn vài bộ thôi. Đâu? Máy tài năng á. Em phải lấy ra cho người ta coi chứ. Ừ tiện cái ừ à. Máy xem tố Phong ơi. Nè, thấy anh chị. Thấy gói chồng á, cái gói chồng chị đang xài luôn á. À, ủa Nhi nè. Hello. Trời ơi, hello Nhi. Hello. What's your name? What's your name, Nhi? What's your name? Mary. Mary. Rồi, Mary ơi, đi vô vô nhà đi Mary. Mary đi vô nhà đi con, trời gầm quá Mary ơi. Trời ơi, Mary vừa ra là trời gầm luôn đúng vậy. Mary. Mary. Tên Mary. Em đặt cho con em đó vậy. Trời ơi, 8 ngàn mấy luôn nè. Trời ơi, ghê vậy. Ngon quá mấy chị ơi. Bấm nó ép không lên đâu. Trời ơi. Nhờ quá. Giờ là em chủ yếu là mục đích cái vlog này là em bán gì ạ? À, đầu tiên là em sẽ bán, em muốn gửi cho mấy chị cái gói xe sinh tối nhà em bán với giá là 650 ngàn. Nó rất là tiện luôn. À. Nó sẽ xay trọn bộ hết, nó rất là ngon và rất là nhanh luôn. À. Sau đó tiếp tục là em sẽ bán một cái ly giữ nhiệt. À, cái ly giữ nhiệt đó đang uống hả? Đúng rồi, nó sẽ cầm đá đây mấy chị, em đổ từ sáng tới giờ nha, cục đá vẫn còn nguyên. Cục đá vẫn còn nguyên. 99 ngàn. Sao không lấy cái mới mà cầm cái cũ không vậy? Tại vì em dính tay tôm á, không sao đâu. Lẹ đi, cái gói xịn tố cũng lâu nữa. Trời ơi, không phải cái gói tròn thủy tinh á. Trời ơi, chuẩn bị kêu để, kêu quay clip chuẩn bị sẵn đồ bán mà cuối cùng làm khùng làm điên lo đồ ăn không, không cho lo đồ bán. Đồ ăn chỉ là cái phụ thôi. Nôm á. Gì? Nôm. Nôm. Không kể, đưa sơ sơ chị coi cũng được nè. Nói chung là chị nào muốn xay mà nhanh để có một cái chén nước chấm ngon như vậy thì mấy chị cần chỉ cần mua cái máy xay sinh tố thôi, 650 ngàn. Cái này tụi em bán trá hình nha vị nha, thì ai coi clip cái vô tình cái ta mua đó. Ok không, trụ trời gầm mới ghê vậy. Trời đất ơi, chỗ còn 9 ngàn người coi luôn nè Quỳnh ơi. Đó, tôm thì tôm bự bự nha vị nha. Ok. Thùng khẩu trang đang sale luôn hả? Đúng rồi. Khẩu trang bán làm sao nè? Cái thùng khẩu trang thì một thùng là 50 hộp, một hộp 50 cái. Khẩu trang màu xanh y tế kháng khuẩn 4 lớp. Hiện tại bây giờ em đang sale 850 ngàn một thùng. Mấy bữa bán 1.2 triệu nha vị dạ, nha. Dạ đúng rồi, nhưng tại vì còn số lượng ít cho nên em sale luôn nha mọi người nha. Chị nào mua thì mọi người để lại số tiền thầy em. Rồi đúng rồi. Còn cái này nha vị nha, là cái chén size đó. Quý vị thấy không? Đây là size bởi cái này. Hổ này là xài lâu rồi, nhà em xài lâu rồi. Đúng rồi. Cái máy xay sinh tố này mấy chị thấy tiện không? Đó mình sẽ xay được nhiều hành, tỏi, thịt, cái gì xay cũng được hết. 650 ngàn một cái, mấy chị cần ấn nút một cái thì nó sẽ xay đều cho mọi người. À là xay đều 650 ngàn, ghê thiệt. À, nói chung là ngày hôm nay soạn tất cả mọi thứ để bán cái máy xay sinh tố. Đúng rồi. Rồi lỡ nếu không ai mua thì sao? Xu luôn. Xu cà na luôn, là lỗ luôn. Là lỗ xu cà na luôn. Thôi kệ, chấp nhận chứ biết sao giờ. Đúng không? Lỡ mua. Đó, lỡ mua rồi. Cơm nhớ vậy nha, cơm chiên đó, khui trái thơm ra trong quỷ không? Trời đất cơ. Rồi Quỳnh livestream đi, Quỳnh tiếp mấy chị livestream đi. Hello, hello cả nhà, bao nhiêu người anh? À, tuột 2 ngàn. 9 ngàn rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa sao nhá dữ vậy trời. Hết hồn mọi người anh. Ôi, ôi, mấy chị quá. Nói chung là mấy chị nằm mua thì mua hỏi nha. Thôi em cũng sợ quá gì ơi trời, sao mà gầm vậy. Ngon quá. Bữa em anh cũng hay cãi cha cãi mẹ, anh sợ quá vô nhà nha Quỳnh nha. Ai? Anh. Em có thấy cũng hay cằn nhằn ba đó nha. Trời ơi không hề anh ơi là anh ơi. Vậy hả? Thôi Quỳnh tạm biệt mọi người đi. Dạ. Hello, Lộn Quỳnh, chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà, nếu như cả nhà thích ăn tôm thì cả nhà mua nước dừa về, xong rồi đổ vô, còn anh nào thích uống bia thì mua bia đổ vô, còn ai mà thích uống sữa thì hầm sữa được không? Cũng được. Cũng được, ai mà thích ăn sinh tố thì cứ hầm sinh tố cũng được luôn nha mọi người nha. Đó, những món ăn rất là ngon. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.